Cũng trong buổi sáng ngày hôm nay thì ban tổ chức của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 cũng đã tiến hành buổi họp kỹ thuật, đồng thời giải đáp thắc mắc của các đội đua trước ngày khai cuộc. Tại cuộc họp kỹ thuật, nhà báo Phan Ngọc Tiến, trưởng ban sản xuất các chương trình thể thao Đài Truyền hình Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải đã giải đáp tất cả những thắc mắc của các đội, trọng tài và những bộ phận tham dự giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019. Tất cả đều rất hài lòng với những gì mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho giải đấu năm nay. Cũng tại buổi họp này, các đội đã hoàn tất việc đăng ký áo đấu và số áo cho các vận động viên tham dự giải. Đến giờ phút này thì chúng tôi không còn thắc mắc gì và tất cả các thành viên trong đội đang tập trung vào cuộc đua vào ngày mai. Với sự chuẩn bị của các đội trong nước thì tôi cảm thấy là đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi đã sẵn sàng bước vào thi đấu cho trận ngày mai. Vào lúc 8 giờ sáng mai, lễ khai mạc và trận đua đầu tiên giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2019 sẽ chính thức được diễn ra tại bờ hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị khán giả, đội đua Global Cycling là một trong những vị khách quốc tế quen thuộc tại giải đua xe đạp quốc tế VTV Cup trong nhiều năm vừa qua. Sở hữu một đội hình chất lượng, nổi bật trong số đó có áo vàng năm 2018 David Van Aert. Đem đến với VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 năm nay, Global Cycling đem đến rất nhiều những tay đua mới và đang rất sẵn sàng để chinh phục những thử thách sắp tới. Với tên gọi Global Cycling, đội đua quốc tế này thực sự là tập hợp của những tay đua đường trường tới từ khắp các quốc gia trên thế giới, từ Bỉ, Slovenia, Hà Lan và có cả một tay đua Việt Nam, đó là Nguyễn Phạm Quốc Khang. So với những năm trước, lực lượng của đội Global Cycling dự VTV Cup được trẻ hóa khá mạnh. Một trong số đó là Alexander Kohns. Dù mới lần đầu tham dự VTV Cup, nhưng tay đua người Bỉ này đã tìm hiểu khá kỹ về lộ trình của giải đấu. Tôi biết VTV Cup là một giải xe đạp uy tín và chất lượng của Việt Nam. Lộ trình năm nay có nhiều chặng đường bằng, nên tốc độ sẽ rất cao và là lợi thế của các tay đua Việt Nam. Nhưng chúng tôi cũng tự tin là mình có thể thi đấu thành công như những gì mà đội Global Cycling vẫn thường làm được trước đây. Với lực lượng hầu hết mới lần đầu tranh tài tại Việt Nam, thách thức lớn nhất với đội Global Cycling có lẽ là điều kiện thời tiết. Năm nay, đội đua này đã chia tay những gương mặt đầy kinh nghiệm từng gây ấn tượng tại VTV Cup như Jos Cup hay David Van Aert, nên chiến thuật đồng đội đang là ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện. Phải thừa nhận là chúng tôi hiện không có những chuyên gia nước rút tốt, nhưng về tổng thể, năm nay đội của chúng tôi khá đồng đều. Có thể từng chặng chúng tôi khó tạo nên bất ngờ, nhưng tôi tin đội Global Cycling sẽ kết thúc giải với một kết quả ấn tượng. Sau 3 ngày có mặt tại Việt Nam và có 2 buổi tập để làm quen với điều kiện thi đấu, lúc này đội đua Global Cycling đã hoàn toàn sẵn sàng để bước vào tranh tài. Lực lượng trẻ trung nhưng giàu khát khao và cống hiến, Global Cycling chắc chắn sẽ là tên tuổi đáng được quan tâm tại VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019.